Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Channel One, Channel của Tài Chính Mi. Rất vui mình được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại web hzw11.com nha anh em. Thì cái web này nói chung là cũng mình nghĩ là quen thuộc với anh em rồi. Mấy ngày gần đây thì mình đang ra sức quay clip bên web này tại vì có khá là nhiều con tướng hình dạng mới mà bên đây mình chưa test được. Thực ra thì mình cũng rất là muốn test ở bên cái web hzw luôn anh em. Tuy nhiên thì web đó khá là lag và mỗi lần vào sẽ rất là khó khăn luôn. Cho nên là thực sự mình cũng nhiều lần rất là muốn vào để quay tiếp cho anh em. Nhưng mà thực sự rất là khó khăn luôn anh em. Vào rất là lag và cực kỳ lâu và thậm chí là lỗi các kiểu nữa. Cho nên thực sự là chỉ khi nào thuận tiện mà vào dễ dàng mình mới quay thôi. Thì nhưng mà đợt này thì mình lại phát hiện ra là con ngặt ở bên HZW11 này cũng có những rất là nhiều con tướng mới. Và cái được lợi thế là nó không lắc, nó vào rất là mượt mà, chơi rất là ok luôn. Cho nên mình quyết định là test bên đây nha anh em. Nhưng mà test bên nào cũng vậy thôi, test bên nào thì cũng được hết á. Chẳng qua là hình dạng, skill của nó như thế nào thôi. Rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, video, subscribe đến cái kênh để ủng hộ cho mình. Theo tiêu đề và hình ảnh thì anh em đã biết hôm nay mình test con gì rồi đúng không? Hôm nay thì mình sẽ test con Magellan nha anh em. Đây là thanh niên, đi mình bắt vô cho anh em xem nữa. Đây, nói là làm liền. Mình chi tìm thanh niên nó bắt về chuồng mới được. Đây, hình dạng thanh niên đây. Ui, cái thiên phú này sao nó lại bay vô đây nhỉ? Hình như theo như cái thiên phú này thì cái hệ số cao nhất là dòng ở giữa 338. Ui, 3380 mấy đó anh em. Còn, nhưng mà theo như đây thì cái ma công này là mạnh này anh em. Mình cũng không nhớ mấy cái lần đánh bằng cái gì nữa. Thôi thì mình cứ bắt vô đã. Rồi, ok. Vào đồng đội nha anh em. Đây. Đây là hình dạng kiểu lên dạng ba đầu Hydra nha anh em. Mình sẽ tìm một phiên bản khác có hay không. Phiên bản kiểu chưa Haki á anh em. Không biết là có hay không. Mà hình như là không. Mình nhớ không nhầm Magellan. Hình như là cũng không có trong tướng chiêu mộ hay tướng danh vọng đúng không. Ok. Ủa, có không ta. Mình cũng không nhớ là có hay không nữa. Mình thử tìm coi. Bên số 8 mình cũng không nhớ là có hay không. À đây có nè, vừa nói xong thấy ổng luôn. Ui sao hệ số ông này cũng mạnh quá vậy. Ui hai ông này đều mạnh anh em à. Đây, Magellan Hydra ba đầu nha anh em, này là chất độc. Kiểu chất độc. Thanh niên này ăn trái Doku Doku đúng không? Doku Doku hay là Moku Moku gì đó, mình không nhớ nữa. Nhưng mà trái độc dược, gọi là trái độc dược. Độc cực kỳ kinh và thanh niên này cũng rất là mạnh nha anh em. Còn một dạng nữa, còn một dạng khổng lồ nữa. Dạng mà cái chất độc màu tím tím đỏ đỏ anh em. Dạng này chỉ là màu tím đúng không? Dạng này màu tím. Dạng kia là màu đỏ. Dạng kia là mạnh ghê hơn nữa anh em. Dạng này chỉ là dạng bình thường thôi. Tuy nhiên ở cái dạng này thì nó thiệt là ông cũng vô đối rồi. Ông mạnh vãi luôn. Chất độc ông hơi bị ghê luôn anh em. Còn đây là Magellan phiên bản trẻ trâu. Phiên bản chưa có làm gì. Ui tính ra tay giọng này anh em. Tay giọng nhiều con giống như chuột chuỗi á. Nhưng mà sau khi lên này rồi thì có vẻ như là hình dạng khác rồi nha. Rồi ok, hôm nay mình sẽ test ha ông Magellan này nha anh em. Cho anh em xem skill. Này, bữa trước mình test Arcanu nè. Giờ mình sẽ lắp Magellan phiên bản trẻ trâu vô trước. Test cho anh em xem phiên bản trẻ trâu trước. Rồi sau đó test Magellan này nha. Rồi ok, anh em muốn mình test con nào tiếp theo thì đừng quên để lại comment bên dưới. Đây là web China Trung Quốc, khá là nhiều tướng đặc biệt. Skill cực kỳ phê. Cho nên là mình sẽ test từ từ và anh em cứ yên tâm sẽ có nhiều clip cho anh em xem nha. Rồi giờ mình sẽ vào phó bản này mình test ha. Bữa mình vào đây gặp mấy con giảm nổ quá, mình sợ quá. Hôm nay thử đánh phó bản của con Bo coi. Rồi. Skill thường trước nha anh em. Ê, skill thường thì phải đặt chỗ khác chứ. Skill thường đặt trên đây nha anh em. Đó. Do. Những phó bản này không có giảm nổ nè. Imba down mới có giảm nổ thôi. Đây. Rồi. Ui, cho chuông cho ha. Mạnh vậy. Skill thường thì hạ đo ván này rồi. Cũng tạo ra ba cái đầu, nói chung là ba con Hydra đó anh em. Hydra phiên bản độc long anh em. Vì là nói chung là ba cái đầu rồng sẽ phun tới và khiến cho đối phương chết quẹo luôn. Tuy nhiên thiên phú ông này mạnh quá, không mang đồ gì mà đã mạnh rồi anh em, cho nên cũng khó test thiệt. Nhưng mà skill thường thì cứ coi là vậy đi anh em. Không biết là nó có khác gì so với 568 hay không, mình thấy hình như là cũng giống đúng không. Tuy nhiên thì mình thấy có vẻ lấp lánh hơn á. Nếu mà anh em để ý kỹ mình thấy có vẻ lấp lánh hơn. Rồi đánh tiếp nha anh em. Lần này là skill nọ coi sao. Skill nọ mình nhớ không nhầm như là đập bàn đập ghế thì phải. Biết cái dạng khổng lồ sao nó đập bàn đập ghế. Không biết là trong đây thế nào đây xem coi. Rồi 25 nọ 50 nọ. Không biết là con kia có đam được mình. Ô có vẻ là không rồi. Vậy là không đủ bạn, không đủ trăm nọ rồi anh em. Hơi toang một chút. Ok thôi không sao thoát đi.
Mình có cái chỗ này để test được trăm nổ nè. Và phó bản nha anh em. Phó bản 126 đánh ngay cái thằng này nè. Là chúng ta sẽ thấy được skill nổ này. Mình đã có chỗ để test rồi anh em ơi, anh em yên tâm. Nếu mà nó giống như bên HGW thì khỏe quá, chỉ cần một đứa búp nổ trước là đủ trăm nổ anh em. Còn bên đây thì hơi cực, phải chịu khó một chút. Đây, trăm nổ này. Chung choa, đó cái dạng này anh em, dạng màu tím tím, màu đỏ đỏ này mới ghê nè. Đây, replay lại cho anh em xem nha. Dạng đỏ này là dạng hơi bị ghê. Dạng này là kiểu hình như là chiêu thức cấm kỵ luôn á. Theo như mình xem trong quanh bi lồng tiếng thì nó dịch ra là chiêu đó là chiêu thức cấm hay sao á. Đó, ghê anh em. Này, đó là mang danh lăng trẻ trâu. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào đưa mang danh lăng Haki vào cho anh em xem nha. Mang danh lăng phiên bản Hydra. Rồi, đưa lên đầu luôn. Coi thử skill thế nào đây. Ghê lắm anh em ơi. Rồi, skill thường nè, vô luôn nè. Chu choa. Ui. Lần này là không tạo ra ba con độc long nữa, mà lần này là trực tiếp là ba cái đầu rồng sẽ hướng về kẻ địch, sau đó là phun độc thì phải, hình như là phun độc đúng không? Tuy nhiên mình thấy cũng vậy thôi, chẳng chỉ có điều ba, nếu anh em để ba cái đầu rồng cũng y chang luôn nè ấy. Nó sẽ to ra, nó sẽ hướng về kẻ địch, sau đó nó sẽ kiểu bắn độc đúng không ta? Mình không biết, chắc là bắn độc. Mà mình thấy độc không nhăn ra gì hết, thì chắc là tốc độ nhanh quá, tốc độ ánh sáng cho nên là đối phương không kịp trở tay. Ghê quá nha. Rồi ok. Rồi chúng ta vào cái chiêu nổ nha. Biết là chiêu nổ có gì đặc biệt không đây, chứ nói mà phun độc như vậy nữa thôi hơi chán nha. Ok. Cầm anh bay bè, lực hoạt động mà không thiếu. Rồi. Chờ có nổ là chơi thôi anh em. Ui đánh được một giọt á. Ok, đánh được một giọt không anh em ơi. Đây chiêu nổ. Ui là sao? À cái này là con đường độc. Thế mình nhớ không nhầm, mình xem trong One Piece thì đây là chiêu thức con đường độc, tạo ra một cái luồng gì đó, sau đó thì ông sẽ chui cái luồng đó, ông tấn công kẻ địch. Mà sao mình chả thấy tấn công nhất, mình thấy ông chui mất tiêu, xong đối phương tự mất máu là sao nhỉ? Hơi khó hiểu một chút. Đây, đó, ông bay đi nè, nếu không ông bay đi xong ông bay về lại nè. Ok, sau đó thì đối phương tự mất máu đúng không? Không có một cái hiệu ứng gì nó nằm ở bên tem địch đúng không ta? Có vẻ là vậy anh em à. Chu cha ghê quá nha. Con đường độc đó anh em. À như vậy đối phương tự mất máu thôi, chứ không có một cái hiệu ứng hay là không có một cái tác động gì hết. Bình thường nếu mà ba con độc long bay tới thì cũng sẽ có hiệu ứng là ba cái đầu rồng chạm tới kẻ địch, còn đây là không luôn anh em. Tạo ra con đường độc. Sau đó thì thanh niên bay đi, không biết là bay đi đâu nữa. Chắc có vẻ đi thăm người yêu. Thăm người yêu, thăm gia đình gì đó. Người quay về thì đối phương đã chết queo rồi. Đó ghê anh em. Thanh niên giơ tay lên trời, hẳn đời vô đối nữa anh em. Nếu anh em để ý là lúc tạo ra con đường độc là thanh niên sẽ giơ tay lên trời, hẳn đời vô đối. Bay đi, sau đó bay đi. Bay lên trời xanh với những cánh chim bồ câu thân mến. Ok, đó. Ghê quá nha. Tính là skill này cũng khá là nổi da gà đó anh em. Rồi. Như vậy là cũng không có gì đặc sắc lắm. Chỉ có phiên bản Hydra thì chiêu thức nó thay đổi một chút là biến đổi thành con đường độc thôi, còn lại chiêu kia thì đập bàn đập ghế như cũ rồi, cũng không có gì hot. Rồi ok. Rồi nếu mà ví dụ như Magen Lăng mà vào đánh thấy thanh niên này thì sẽ sao đây? Đánh đấu trường nha anh em, chạm mặt thanh niên trong đấu trường luôn coi sao. Chu cho cái thanh niên này xưa hạ mình nè. Ui bạn tôi bỏ tay. Ui thằng Luffy à, mình hết hồn tưởng Luffy có cái dòng xanh dưới chân chứ, thì ra là cái vòng hồi sinh mệnh. Nhưng một chính sau đánh đem nổi, mình tháo vũ khí, tháo hết tam công, tháo thời gian luôn rồi, có gì đâu mà đánh. Đây tháo hết rồi anh em. Thà là có đồ thì mà sức mạnh thì còn hên xui chứ, này không có đồ gì luôn. Rồi ok, nơi tóc mà kinh lăng thì mình thấy cũng không có gì đặc biệt. Chu cho abet nè anh em. Ui cái gì đây? Tại sao thằng Doflamingo và ai và Rebecca là bếp phụ thì không nói rồi, Carrot Nguyệt Sư thì không nói rồi, nhưng mà thằng ai Doflamingo nó đã trở thành bếp rồi anh em à. Trời ơi nhìn nó cộng nè, mới level 1 thôi anh em, 6%. Cái kia không ít 0-1 chắc là thiên phú quá, còn kia chắc là sinh mệnh 100k. Bếp đang chơi là con Carrot đúng không? Để mình xem con Carrot này mạnh không. Chu choa mới level 1 35%, máu cộng thêm là 1 triệu, cái kia cộng thiên phú là 1.5, mỗi cái kia cộng ngàn, nó không biết là cộng ngàn cái gì nữa, ghê quá nha. Còn bét phụ thì sao ta?
Bích Phụ là đang chơi ai hả? Ủa đâu phải, Chu Toàn ai làm gì kìa anh em? Ai nó lên cơn điên rồi kìa. Ủa mình tắt là nó sẽ không đánh. Ê, thằng ai bên đây? thằng niên ai trẻ trâu này. Ủa ba bốn hai thằng kìa. Chu cho mình biết đây dữ dằn nha, hung hăng thiệt. Ui thằng Minh Châu kìa, Minh Châu lướt đi trong màn đêm kìa, bá đạo thiệt. Như là lâu lâu thì lại có mấy con bé di chuyển. Giật Long Anacalagon nữa nè. Bích Phụ là chơi con gì ta? À, anh chơi con heo. Thanh niên treo cái bắp trước miệng mà không biết sao ăn được này. Càng đưa miệng tới thì cái bắp càng xa xăm. Cho nên là không biết cách nào để ăn đây. Khá là buồn cười cho thanh niên. Rồi ok. Nói chung là mình bó tay rồi đó. Ai với mình gâu mà nó cũng bắt làm bét được thì mình thua rồi. Lần đầu tiên mình thấy con bét này hình như là mình thấy Rebecca là mình đã hết hồn rồi nè. Chu cha, thanh niên xếp thành một hàng ngang luôn kìa. Không biết là có việc gì xảy ra không mà lại xếp hàng ngang như vậy. Chắc là sắp chào đón một cái tiệc gì đó chăng. Đang trang bị là Rebecca là ủa để di chuyển rồi, di chuyển rồi. Lần đầu tiên mình thấy Rebecca là mình hết hồn rồi. Sau đó xuất hiện qua mấy búp lậu nhưng không nhầm thấy thêm ai. Thấy thêm ai đúng không? Thấy thêm ai thôi. Giờ xuất hiện thêm Minh Gâu nữa anh em. Nói là Minh Gâu mà cũng để người ta bắt làm bét nữa thì thôi bó tay. Sắp tới có khi là cây đôi Big Mom cũng sẽ bắt làm bét luôn anh em. Rồi được rồi, thôi thế là được rồi anh em. Hôm nay thì mình test skill của Magen Lang độc dược. Nói chung là skill không có gì ấn tượng lắm nha anh em. Có một cái skill mới mẻ là tạo ra con đường độc rồi giơ tay lên trời hẳn đời vô đối thôi, cũng không có gì hết. Rồi thôi được rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip của mình nhá. Nhớ like video, subscribe để ủng hộ cho mình. Anh em muốn test con tướng nào tiếp theo thì anh em có thể comment bên dưới, mình sẽ test theo yêu cầu nha. Mình còn khá nhiều tướng trong đây chưa test nè, vào cho anh em xem để anh em lựa chọn nha. Đây ở trang cuối có khá nhiều con nè, sắp tới mình sẽ test Sisa nè, bộ đôi Sisa trẻ trâu với Sisa Haki nè, Monet nè, được hai cặp nè, Elizabello này thì mình test rồi cho nên chắc không test nữa đâu he. Đây là ông râu nâu hả ta, râu nâu có test chưa ta, cũng không nhớ là test chưa nữa. Chắc sắp tới test cặp này, ông râu nâu với lại ông này, ông người báo với lại chú lính chì nè, chú lính chì cũng chưa test nè. Đấy, khá nhiều rồi. Hồ đi thì test rồi đúng không? Đây là nam tước Tamagou nè, Tamagou cũng chưa test nè. Đấy, nói chung thì Tamagou chắc test chung với Bitcom được nè. Đấy, nói chung là mỗi lần test test cặp cặp cho vui nha anh em. Rồi được rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ, bye bye.